tham dự đêm hạnh đầu đà thì có phước báo gì? Chùa Nam Tông mỗi năm tổ chức đêm hạnh đầu đà vào những ngày nào? Thì thứ nhất là chùa Nam Tông thì tổ chức đầu đà vào rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư và rằm tháng Bảy, tức là ngày 15 á, 15 tháng Giêng, 15 tháng Tư và 15 tháng Bảy có tổ chức đêm đầu đà. Còn quý vị hỏi cái phước báo của cái đêm hạnh đầu đà đó như thế nào, thì đầu tiên á, cái việc mà chúng ta thọ đầu đà đó là nó mang tính là thiểu dục. Như là trong Milindapanha có nói đó, bất kỳ một chúng sanh nào mà chứng đắc đạo quả đó thì chúng sanh đó cũng phải từng thực hiện thực hành cái hạnh đầu đà. Ít nhiều thì không biết, nhưng mà phải từng thực hành hạnh đầu đà. Chính bởi vì như vậy, cái việc chúng ta thực hành hạnh đầu đà đó là một điều kiện để chúng ta chứng đắc đạo quả. Và cái thứ hai đó là trong suốt cái đêm hạnh đầu đà đó, chúng ta có thể nghe pháp, chúng ta thực hành pháp. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể cung kính nè, chúng ta có thể phục vụ nè. Rồi bản thân cái việc nghe pháp thì cũng có thể sửa sang lại tri kiến cho đúng. Thì mỗi một hành động ở trong cái đêm đó là những hành động thiện, thì nó sẽ đem lại những cái quả báo tương ứng cho từng cái hành động cụ thể. Thì đó là cái câu trả lời của sư, và xin mời sư Tuệ Tương có bổ sung gì hay không. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì cái câu hỏi này chắc là phạm trù của Đức Thanh Tuệ, không giảng giải rõ rồi, cho nên xin lỗi. Dạ vâng. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.